ជម្រាបសួរក្នុងវីដេអូនេះយើងមកដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការដែលមាន3អញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងមើលនេះវាមាន3អញ្ញត្តិ x + y = 7ហើយវាមាន 3 ជួរចេះគឺ 3 សមីការទៀតអញ្ចឹងយើងចោះវាជាសមីការខាងលើនេះគឺសមីការទី 1 ម្ដាសមីការទី 2 ខាងក្រោមនេះគឺសមីការទី 3អញ្ចឹងយើងមាន 3សមីការហ្នឹងហើយវាមាន 3អញ្ញត្តិ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់គណនាវាមានភាពងាយស្រួលយើងមើលតើវាអាចបាត់អញ្ញត្តិណាមួយអត់អញ្ចឹងក្នុងនេះនេះខាងលើឯងបូក y ក្រិចខាងកណ្ដាលនេះដក y ក្រិចនិងបូក y ក្រិចអញ្ចឹងវាបាត់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវយកសមីការទី 1 និងសមីការទី 2 នេះបូកចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងបាត់អញ្ញត្តិ y ក្រិចហើយបន្តមកទៀតយើងយកសមីការទី 2 និងទី 3បូកចូលគ្នាក៏បាត់អញ្ញត្តិ y ក្រិចគ្នា អញ្ចឹងយើងយកមួយបូកសមីការទី 2 និងសមីការទី 2 បូកសមីការទី 3នេះគឺយើងយកសមីការទី 1 និងទី 2បូកចូលគ្នាយើងបាន 2x នេះបូកនេះ y វាបាត់ហើយអញ្ចឹងឡើង 5 ស្មើ 5 10 ក៏ដូចជាសមីការបន្ទាប់របស់យើងគឺនេះ 5x បូក y បាត់អញ្ចឹងសល់ឡើង 10 បូក 15 15 chứ dự ban sẽ mấy ca thầm mấy giờ đời dương cho vì từ chia sẽ mấy ca tỷ 4 nâng tỷ 5 chứ dương đã thay dương ban hay dương chọn sẽ mấy ca pi nâng mắt nì sẽ mấy ca khẳng lớn đi hay nâng khẳng cao nè dương dương đã vì pi x សមីការខាងក្រោមនេះ 5x + 10z = 5 អញ្ចឹងយើងមើលតទៀតយើងប្រើវិធីសាស្ត្រ បូក បាត់ ដដែល អញ្ចឹងយើងមើលថាតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យបាត់អញ្ញត្តិណាមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបាត់អញ្ញត្តិ z អញ្ចឹងយើងមើលនេះ 5z ហើយនឹង 10z អញ្ចឹងយើងចងវាជាសមីការទី 4 ទី 5 សិននេះចងវាជាសមីការថ្មីទី 4 ទី 5 អញ្ចឹងយើងគន់សមីការទី 4 ជាមួយនឹង ដក 2 ដើម្បីឲ្យវាបាន បំបត្តិសិនរបស់យើងនេះ côn nâng đỏ pi nè dương côn xe mấy ca tị bôn dương nâng đỏ pi chân dương chọn viên chia xe mấy ca thăm mây để dương côn bởi chôl máu nè nâng tương ọc nè xa dương côn viên dương nâng ban xe mấy ca thăm mây tí đẻ chân dương côn xe mấy ca tị bôn nâng đỏ pi chân dương côn máu tây chỉ đỏ bôn x đó đọc rất smile nâng đỏ một phầy tỏ máu xe mấy ca thì pram bỏ dưỡng dựng đạn đỡ đài phù viện miên tơ ca côn bộ trên châu thái tế cứ viên nâng bắt nơ à nhạt mùi ảnh chẳng dương mớ pram x bột đọc rất smile tập pram chân địa dân đừng bật nửa nhanh giật đây chân bật hay dân kệ nìa viên nhỉ đỏ buồn ếch nâng pram ếch vì sao mùi ếch bình thay mùi kia ở tức xe châu lên chân vì ếch smile phô đầm lại mũi đã có bán ở các bạn chân nghĩa đó mà phải dừng đọc pram viên là xóa đó pram chân rô khách ếch dương người nè ếch dương xma nâng đó pram chân bà dương vô rô khách ếch xma đọc pram chân dương vô
ឯងស្មើដក5ហ្នឹងទៅជួសក្នុងសម័យកាលទី5របស់យើងនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួសទៅយើងនឹងឃើញអ៊ីក្រាចៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគូសបន្ទាត់ជា2បែបនេះពួកអីចោះបន្ទាត់ទៅវាដាច់ខាងលើនេះ chứng dựng đã thả dốt ជួសក្នុងសម័យកាលទី5 chúng dùng x mà đọc pram chú không dùng mấy cái thì pram dừng bán nè dừng đã trốn mất cái là anh trọng x ní tờ chí pram trọng đi côn dừng pram vùng cửa chỗ chúng dùng chân đua lại x dừng chỗ cự đó pram này đọc sật ở gì đã mau mình từng ngọt chân nè đọc sật đọc pram 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 đó một phây pram chân đỏ một phây pram bỏ mắt tới chữ bột phây pram bột thang được đọc pram vì sao sai sập lượt đọc sật dưỡng sao sai sập lượt đọc chạy tới bán buồn chân nè sật bỏ dưỡng sao buồn chân 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 khơi chân ếch nâng giật chân dùng x mà đỏ pram nâng giật dương mà bốn nâng thì chuột nông số mấy cá tìm mùi bỏ dương chân dương được hơn y gạch như thế này chân dương dục x mà pram y gạch mà đi dương dương thì chuột nông ở số mấy cá tìm mùi chứ như chuột luôn rồi mấy ca thì mua dần đảm á tờ chia nè ở chân trên một chỗ cứ đỏ pram bố y gret bố sật dân cứ buồn mà pram chân y gạch dương sma pram là từ đài nè đỏ pram bột bố vì tờ chỉ đỏ mùi đỏ mùi bỏ máu bột mùi chân bột mùi pram vì tờ chỉ sma nắng bột mùi chân y gạch dương sma bột mùi chân dương khơi chùm lại từng o hay từng ếch từng y gạch thì nắng sật chân chùm lại bỏ dưới ví dừng đã thá đội ní phật bọn sẽ mấy ca miên chùm lại x sma đỏ pram y gạch sma bột mùi giật mà buồn chân nè chấm lại bỏ viết cứ đội đi vượt bọn mấy ca mình chấm lại x mà đỏ bắt x mà bỏ mũi giật mà buồn